Mình dám chắc là không phải ai cũng biết cái quả này là quả gì. Bởi vì chính mình đây còn là lần đầu tiên được ăn mà. Xong cái cùng một cây nhưng mà lúc chín hai quả hai màu sắc khác nhau. Ôi giời ơi, mà hương vị lại cũng khác nhau nữa cơ. Quả thì ăn ngon lắm, quả thì nhăn mặt luôn như này này. Lần này về Sơn Tây cũng gọi là may mắn. Cuối cùng mà cũng được thử cái hương vị của quả chay. Cây chay này thì của nhà bác gần nhà mình. Đi qua thấy có quả chín nó vào xin luôn. Lúc đầu là hỏi mua nhưng mà bà bảo là nhà bà không bán cái gì cả, thôi cứ lấy đi ăn đi. Mình là cũng háo hức thử cái hương vị quả này đấy, thế nên là cũng xin phép bà hái luôn. Nghe nói là cây chay cũng phải trên 5 năm thì mới có quả. Bảo sao cây nhà mình mới có 2 năm mà chưa thấy gì cả. Cứ thấy ra hoa rồi rụng thôi. Và mọi người ạ, cái quả chay chín nó thực sự là rất là mềm. Hái là cũng phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không là nát mất. Đấy, cầm nhẹ thôi mà nó cũng nhũn cả ra rồi. Mà bên trong nhìn như kiểu sơ mít với cả muối mít ấy nhỉ. Đấy, tò mò đến mức là hái được quả đầu tiên là phải ăn thử luôn. Ừ, quả này có hạt rồi nha. Vị kiểu chua chua ngọt ngọt. Hay hay hay, nhưng mà cái quả của mình thì vị hơi thiên chua một xíu. Xem các clip thì mình tưởng như là cái quả này sẽ có mùi thơm lắm. Đấy, nhưng mà thực ra là không rõ mùi lắm đâu nha. Đấy, khúc này là hỏi đứa em là có ăn được vỏ không, nó bảo không, chua đấy. Rồi bảo sao nãy giờ mình thấy cái quả này chua hơn hẳn do là mình cắn cả vỏ. Hiểu hiểu cách ăn rồi, giờ thì lấy thêm quả mới để thử nhé. Mỗi cái là cái cây này nó mọc quả theo chùm ấy mọi người. Thành ra là hái một quả chín là cũng hái theo một hoặc nhiều quả xanh luôn. Nhưng mà không sao, thấy bảo là quả xanh này thì kho cá hay nấu canh chua cũng được. Đấy, lấy không cẩn thận xíu thôi mà cái quả chay nó nát bét luôn rồi. Trở lại cái vụ mà cái quả chay xanh kho cá với nấu canh thấy bảo là ngon lắm. Chắc là bữa nào mình cũng phải thử, nhưng mà thôi chắc là để cho em mình nấu. Mình mà động tay động chân vào bếp là su lắm. Đấy, cứ nhẹ nhàng và tình cảm thôi là chúng ta sẽ có những cái quả chay nguyên vẹn. Nói chung là hái quả kiểu này thì cũng thích đấy. Mỗi tội là lấy hết ở phía dưới rồi thì có những cái quả cao ở trên không lấy được nữa. Mà thôi xin từng này là được rồi. Trong đó là có những cái quả cũng rất là to luôn. Nhưng mà đến lúc bữa ra thì thấy có vẻ là hơi nhiều hạt một xíu. À, với cả quả chay là nhựa với cả rất là nhiều nước đấy. Nãy giờ là cái điện thoại quay với cả cái tay của mình là dấp ra dấp dính rồi. Mà mình đánh giá cái nhựa chay này cũng là ngang ngang cái nhựa mít. Đấy, cái quả to tuy nhiều hạt nhưng mà ăn nó rất là ngon. Ngoài cái vị chua ngọt ra thì còn mọng nước nữa. Đây cũng là một trong những quả hiếm hoi mà bố mẹ mình thì ăn nhiều rồi nhưng mà mình thì chưa được ăn. Tại vì thế bảo là ngày xưa thời của bố mẹ là cái cây này nhiều lắm. Ấy thế mình thấy mà mới gần đây mới nổi lại thì phải. Chứ trước đấy là mình không biết cái quả này luôn chứ đừng nói là được ăn. Nhưng mà để chọn á, mình sẽ chọn những cái quả nhỏ nhỏ như này thôi. Thứ nhất là nó không có hạt này và cảm giác nó còn ngọt hơn nữa. À không, có những cái quả nhỏ nhưng mà cái màu đỏ đỏ như này này trông rất đẹp đúng không? Cô mà nó chua loét loét. Hoặc là nhìn phần cuống thì mình sợ là cái quả này nó chín ép. Thế nên là cái hương vị của nó có thể là y như cái quả xanh ý mà. Đấy, chua đến mức mà phải nhả ra thì mọi người biết hương vị rồi đấy. Đáng ra quả này phải để đấy nấu canh chua thì đúng hơn. Nãy còn vừa cảnh báo với mọi người về nhựa của cái quả này. Thì đấy, sau khi lấy xong từng đấy quả chay thì cái áo của mình cứ chỗ nào màu trắng thì nhuộm đầy màu chay. Xong về tắm rồi phóng xuống cái chỗ ao mà mình hay câu cá ấy, mọi người, cái cây chay đây cũng có quả rồi. Nhìn nhìn sương sương là cũng có đâu khoảng 2-3 quả. Mà cây này còn thấp nữa, tiện lấy lắm.